and get a free meal. Is it still Denny's or is it IHOP? All right, the Big Four. Go ahead. The Big Four. Hello. Chào anh chị em các bạn trong diễn đàn. Chào các đồng chí và các bạn thân thương của Lợi Minh. Hôm nay Lợi Minh cảm thấy rất là vui. Muốn livestream. Xin chào anh Thiên Tài Lê. Livestream để chia sẻ cùng anh chị em các bạn một cái niềm vui. Đó là trong những thời gian gần đây, nhất là hôm nay. Hôm nay giờ ở bên Mỹ đó, sáng hôm nay đó, thì có nghe rất là nhiều anh em, một số anh em ở bên Mỹ đã có những cái tiếng nói rất là trung thực, giống như là anh Cầm, anh Alan Phạm, cũng như anh Danny, Quốc Dương, anh Tư. Là tôi mong rằng tôi kêu gọi các anh là những người và tất cả những người kiều bào đang sống ở trên đất Mỹ, hãy cùng tôi và anh em chúng ta cùng nhau đoàn kết, vạch mặt những cái thành phần chống cộng cực đoan ô hợp của Mỹ. Chúng ta cần phải lên tiếng phản đối và lấy lại những sự công bằng, những sự công đạo và những cái công lý, những cái sự hiểu biết mà của những người kiều bào đang sống ở hải ngoại dưới có những cái tấm lòng yêu nước. Tôi rất vui, tôi thấy những tiếng nói của anh Cầm, anh Alan Phạm và rất nhiều như anh Danny đồ. Anh em chúng ta hãy cùng nhau mở rộng vòng tay và kết nối những con người Việt Nam đang sống xa tổ quốc mà có những tấm lòng yêu mến cái quê hương. Chúng ta hãy cùng nhau đặt lợi ích dân tộc lên trên. Chúng ta không có gì phải sợ những cái thành phần chống cộng cực đoan ô hợp cả. Tôi kêu gọi anh chị em các bạn, tôi gọi kêu gọi hàng triệu người Việt Nam đang sống ở hải ngoại, hãy cùng tôi, anh em chúng ta cùng chung tay nhau vạch mặt mấy cái đám chống cộng ô hợp. Chúng ta không thể nào chấp nhận như thành phần này, nó đang phá hoại, nó đang tuyên truyền, nó đang đẩy những cái sự thụt lùi của đất nước mình. Không nên để cho chúng nó làm cho người Việt Nam ở trong nước, bà con ở trong nước nhìn kiều bào bằng những cái sự khinh bỉ. Những thành phần này nó đang làm mất mặt và làm xấu những cái hình ảnh cao đẹp của những người kiều bào yêu nước đang sống ở hải ngoại. Anh chị em các bạn không có gì phải sợ cả, luật pháp Mỹ rất là nghiêm minh, sẵn sàng và bảo vệ cho anh em chúng ta và luôn luôn lúc nào cũng chúng ta phải sử dụng và hiểu biết luật pháp luật Mỹ. Không có gì phải sợ tụi nó cả. Tụi nó chỉ hù dọa các bạn. Nếu các bạn yếu tim, nó sẽ tấn công các bạn. Anh chị em các bạn hãy nhớ rằng những cái hành động mà vừa rồi tụi nó làm chỉ là cái lũ ô hợp đó thôi. Nó rất là nhục nhã, nó không làm được gì hết. Tôi phải nói rất là vui. Tôi vui lắm. Rất là vui khi nghe anh chị em các bạn, những người kiều bào yêu nước đang sống ở hải ngoại, nói lên những cái tiếng nói của mình trung thực để góp phần xây dựng quê hương tổ quốc, đất nước mình ngày một đẹp hơn, ngày một tốt hơn. Chiến tranh đã đẩy lùi hơn 43 năm rồi. Và ngày hôm nay chúng ta không thể nào chấp nhận những cái thành phần chống cộng cực đoan. Chào anh chị em các bạn trong diễn đàn lần nữa nha. Nó đang tìm đủ mọi cách âm mưu để phá hoại cái quê hương đất nước của mình đã và đang đổi mới và phát triển từng ngày. Tôi kêu gọi anh chị em, tôi thiết tha mà kêu gọi anh chị em các bạn là những người kiều bào yêu nước, hãy đứng lên, hãy cùng nhau đứng lên, chung tay hướng về với quê hương, hướng về với đất mẹ. Chúng ta đặt quyền lợi dân tộc lên trên hết, cùng nhau xây dựng đất nước, đem những cái tài năng và kiến thức, sự hiểu biết của mình, đem ngọn lửa, sự hiểu biết, những cái gì mình thấy hay truyền về cho quê hương, cho dân tộc của mình ở trong nước, góp phần xây dựng đất nước ngày một hùng cường và giàu mạnh hơn. Không có gì phải sợ đâu anh chị em các bạn. Việt Nam và Mỹ họ đã có những cái phái bộ ngoại giao song phương
hiện nay Mỹ và Việt Nam có một cái luật pháp rất là rõ ràng, chúng ta không có gì phải sợ những cái lũ chống cộng cực đoan ô hợp ở bên Mỹ cả. Tôi hy vọng rằng mỗi một ngày tôi sẽ thấy nhiều những anh em khác cùng tôi đứng lên nói những cái tiếng nói trung thực, vạch mặt những cái đám chống cộng cực đoan ô hợp ở bên Mỹ. Thời đã đến lúc chúng ta phải giành lại những cái sự trung thực của những cái tiếng nói và sức mạnh của những người Việt ở hải ngoại, những người yêu nước. Chào chị Hà Thảo, chào anh chị em các bạn trong diễn đàn. Thì tôi thấy phải nói là tôi vui lắm, mỗi lần mà tôi thấy anh chị em các bạn ra giống như là mạnh dạng cầm microphone, ngay cả anh A Lệnh Phạm, tôi phải nói là rất là cảm động. Cũng như anh Cầm Nguyễn, khi các anh đang sống ở trong những cái vùng của những cái đám chống cộng cực đoan ô hợp mà chúng ta không sợ, không có gì phải sợ cả. Tất cả những cái gì pháp luật Mỹ nó rất là rõ ràng. Hiện nay thì bất cứ chuyện gì, cái đám ô hợp đó mà nó có những cái sự uy hiếp nào, anh chị em các bạn cứ document và file cái complaint lên cho FBI là chúng ta sẽ được bảo vệ thôi. Không có gì mà mình phải sợ cả. Phải cùng nhau mà chiến đấu với cái lũ chống cộng cực đoan ô hợp này. Thank you, cảm ơn anh Thiên Tài Lê. Cà phê gì á anh Thiên Tài Lê. Nói chung thì trong cái cuộc chiến chống lại những cái thành phần mà chống cộng cực đoan ở hải ngoại, tôi hy vọng rằng trong những ngày sắp tới anh em chúng ta sẽ đoàn kết nhau nhiều hơn, và sẽ có nhiều tiếng nói hơn. Cũng như Lisa Vũ là người đang ở bên Úc, cũng như có bên Úc có anh Tân Bùi, và bên Mỹ thì cũng có một số anh chị em các bạn. Gần đây tôi thấy có những cái ngọn lửa đã đang bắt đầu bừng cháy, và tinh thần yêu quê hương dân tộc đất nước của một số anh em các bạn đang ở hải ngoại, tôi thấy đang có những cái sự bừng cháy. Chúng ta cần phải mạnh dạn vạch mặt những cái đám chống cộng cực đoan ô hợp ở Mỹ, ở hải ngoại, để cho những cái người dân trong nước họ thức tỉnh, họ thấy rằng mấy cái thành phần này chúng nó đang phá hoại cái sự bình yên của đất nước, phá hoại cái công cuộc đổi mới của quê hương. Điều này chúng ta không thể nào chấp nhận được, nhất là anh chị em các bạn là những người đang sống ở hải ngoại, đang sống ở những cái quốc gia văn minh, một cái quốc gia gọi là nhân bản, một cái quốc gia có những cái nền dân trí cao, một cái quốc gia có cái cuộc sống cao và những cái khoa học kỹ thuật và sự hiểu biết. Chúng ta phải đứng lên, hãy đứng lên anh chị em các bạn. Dù tôi có ngã xuống, tôi sẽ cũng cảm thấy vui, tôi sẽ không sợ đâu. Tôi nói thật với anh chị em các bạn, tôi không bao giờ sợ cái lũ bao que ô hợp này, cái lũ chống cộng cực đoan này. Nhất là khi tôi thấy anh chị em các bạn ở bên Mỹ mạnh dạn đứng lên mà bạch mặt tụi đó, tôi rất là cảm động. Có những lúc tôi muốn khóc, tôi muốn rơi nước mắt, bởi vì tôi thấy chúng ta phải đứng lên, chúng ta phải nói lên những cái tiếng nói. 43 năm đã quá đủ rồi, tụi nó tìm đủ mọi cách phá hoại quê hương của mình, tìm cách đầu độc những người nhẹ dạ cả tin. Hãy vạch mặt chúng nó ra. Chúng ta không theo bất cứ một đảng phái nào cả, chúng ta vì lợi ích dân tộc. Một nước Việt Nam có chủ quyền, có hành pháp và hiến pháp, có luật pháp rõ ràng. Chúng ta là những người dân yêu nước, chúng ta phải luôn luôn chấp hành đúng theo những cái pháp luật
nhất là khi mà các bạn là những người Việt yêu nước đang sống ở đất Mỹ, các bạn biết chúng ta phải luôn luôn thượng tôn pháp luật. Pháp luật mình phải biết thượng tôn nó. Nếu một con người mà sống không biết thượng tôn pháp luật thì nó sẽ loạn. Dù các bạn có thành lập 5 đảng, 10 đảng, 2 đảng, 4, 5 đảng hay là bao nhiêu đảng đó chẳng nữa, nó sẽ loạn cào cào lên hết. Nó sẽ loạn cào cào lên hết. Cho nên cái không phải là quan trọng, cái không mình đoàn kết với nhau để đặng mình chống lại những cái luận điệu xuyên tạc, phá hoại. Không nhất thiết phải lập đảng, lập đoàn, lập đội, lập lập bang, lập ngành gì cả. Đất nước Việt Nam có một chính quyền rõ ràng, có một hiến pháp rõ ràng, một luật pháp rất là rõ ràng, mà nhiều người Việt Nam hiện nay họ chưa có biết thực thi thôi. Cho nên chúng ta là những người sống ở những cái quốc gia mà có một cái nền tảng về pháp luật rất là nghiêm minh, thì mình hãy chia sẻ những cái sự nghiêm minh đó để cho những người khác họ thấy rằng là mỗi một công dân chúng ta phải biết thượng tôn pháp luật. Nếu muốn chống lại những cái mặt trái của xã hội, nếu muốn một đất nước tốt hơn, một xã hội tốt hơn, thì chúng ta phải biết thượng tôn pháp luật, phải sử dụng pháp luật để đặng đẩy lùi những cái nan đề trong một cái xã hội. Anh chị em các bạn có muốn quê hương đất nước mình tốt đẹp hay không, thì tôi nói với anh chị em các bạn rằng đó là tùy ở mỗi chúng ta. Chúng ta cần phải là mỗi một công dân tốt, chúng ta chấp hành luật pháp đúng đắn và nghiêm chỉnh, thì đất nước mình nó sẽ ngày một tốt đẹp hơn. Ngay cả khi mà anh chị em các bạn là những người ở hải ngoại đó, luật pháp của Mỹ nó rất là nghiêm minh, nó rất là rõ ràng, không có giỡn mặt được. Bởi vì người dân người ta biết thượng tôn pháp luật và biết chấp hành một cách đúng đắn. Khi mình biết chấp hành pháp luật một cách đúng đắn như vậy thì những người thi hành pháp luật họ cũng phải dè chừng, họ cũng phải dè chừng khi mà họ làm những gì đó sai trái. Chứ không thể nào mình sử dụng cái luật pháp mà theo kiểu côn đồ được. Cho nên tôi kêu gọi anh chị em các bạn là những người sống ở hải ngoại, nhất là trên đất Mỹ, Hãy đứng lên nhiều hơn và mạnh mẽ hơn nữa. Những gì mà tụi nó hù dọa tôi trong những ngày qua, khủng bố trong những ngày qua, đều có pháp luật nó bảo vệ hết. Nếu mình nắm và mình hiểu rõ được pháp luật, mình sẽ giữ dụng pháp luật trừng trị lại tụi nó. Anh chị em các bạn nên nhớ một điều gì, ở đất Mỹ này mà không giết ai hay là có những cái sự khủng bố nào đó gây ảnh hưởng tới đời sống của một bất cứ một cá nhân nào trên các mạng xã hội, các bạn biết FBI nó sẽ điều tra và nó sẽ làm việc một cách rất là rõ ràng. Qua những cái kinh nghiệm của tôi chia sẻ với anh chị em các bạn là những người đang sống ở hải ngoại, yêu nước quê hương của mình, hãy đứng lên. Tất cả những cái gì mà tụi nó hù dọa, tụi nó khủng bố, cứ document là hết, cứ giữ hồ sơ hết và cứ báo cáo lên FBI, là Federal Agent, Federal Bureau, bên cảnh sát liên bang, nó sẽ điều tra. Bên tụi mặc dù đi tác trực, nó sẽ điều tra và mình sẽ thưa tụi nó lại. Việt Nam và Mỹ hay là nước Úc của Lisa Vũ cũng vậy, họ có những cái pháp luật rất rõ ràng, tại vì những cái quốc gia của toàn da trắng thì nó có cái pháp luật rõ ràng lắm. Thì nói chung tôi thấy rằng đã đến lúc 43 năm hơn rồi, biết bao nhiêu người họ đã hy sinh và nằm xuống để cho Việt Nam có được một cái sự thống nhất, hòa bình, sự bình yên ngày hôm nay. Nhất là cái cuộc bạo loạn vừa rồi là những cái bài học
cho cái những người lãnh đạo trong nước hiện nay cần phải chỉnh đốn lại một cái hệ thống an ninh, một cái hệ thống an ninh quốc nội, nó cần phải nghiêm ngặt hơn, nó cần phải rõ ràng hơn. Cũng như Mỹ sau cái biến cố 911, họ cũng củng cố lại cái an ninh của đất Mỹ, họ siết chặt một cách rất là khủng khiếp. Họ có thể bám sát người dân bất cứ lúc nào và mọi khi, mọi lúc và mọi nơi. Và trong cái cuộc bạo loạn vừa rồi, tôi thiết tha kêu gọi nhà nước Việt Nam, cái những nhà lãnh đạo Việt Nam cần phải soạn thảo lại một cái bộ luật an ninh để nó an toàn hơn, để tránh ra một cái sự việc đáng tiếc xảy ra lần thứ hai. Nhất là bên Bộ Thông tin, Ban Tuyên giáo cần phải có những cái ban tuyên truyền cho nó thực tế và thực dụng và nó hữu hiệu hơn. Không nên quá thờ ơ và cũng không nên đặt cái sự hy vọng quá nhiều ở những cái vấn đề mà hòa hợp, hòa giải. Đất nước của mình ngày hôm nay đã và đang đổi mới, cần phải tập trung vào xây dựng và phát triển kinh tế Việt Nam ngày một hùng mạnh hơn. Dân giàu thì nước mới mạnh. Cho nên những cái tâm tình của tôi xin gửi về với quê hương. Tôi lúc nào, mặc dù đang sống và làm việc nơi xứ người, tôi lúc nào cũng hướng về quê hương. Đối với tôi, quê hương là chùm khế ngọt. Quê hương mà mình không nhớ thì sẽ không bao giờ lớn nổi thành người. Dù đi nơi đâu, bất cứ nơi đâu chăng nữa, chúng ta vẫn là người Việt Nam. Đất nước của mình đã trải qua biết bao nhiêu chiến tranh loạn lạc, đã quá đủ rồi. Và ngày hôm nay chúng ta không thể nào, tôi và anh Kim các bạn không thể nào phanh tay người đó mà ngồi nhìn, để mình hưởng thụ một cái cuộc sống đầy về vật chất nơi xứ người, để mình nhìn thấy những cái lũ chống cộng cực đoan ô hợp, chúng nó đang tìm đủ mọi cách phá hoại cái công cuộc đổi mới và sự bình yên của quê hương. Chúng ta phải vì một cái những cái thế hệ mai sau, những thế hệ con cháu của mình có một cái đất nước Việt Nam phú cường và thịnh vượng để sánh vai với các cường quốc năm châu. Chúng ta không thể nào mà không nên khoanh tay đứng ngồi nhìn được. Tôi nói với anh chị các bạn, quê hương nó đối với tôi như là một cái gì đó nó linh thiêng và nó thiêng liêng và nó vĩ đại khủng khiếp. Tôi nói thật, tôi không bao giờ sợ cái lũ chấm cộng cực đoan. Tôi sẵn sàng chiến đấu với tụi nó đến cái hơi thở cuối cùng của tôi. Tôi không bao giờ sợ tụi nó. Chưa bao giờ tôi biết sợ tụi nó. Chưa bao giờ tôi biết khuất phục tụi nó. Cái lũ ô hợp này nó rất là khốn nạn. Chúng ta phải đứng lên vì một tương lai đất nước, vì những thế hệ mai sau. Nói chung, mỗi khi mà nói đến quê hương là tôi cảm thấy nó thương mến và nó như một cái gì đó nó rất là khó tả. Tôi không biết các bạn có những cái phút suy nghĩ như vậy. Có xa quê hương rồi mình mới thấy được cái quê hương của mình, cái đất nước của mình nó thiêng liêng như thế nào. Nhất là cái quê hương của mình mà biết bao nhiêu những người đã hy sinh, họ đã phải trả những cái giá rất là đắt để cho chúng ta có được cái ngày hôm nay. Nếu những người chiến sĩ họ đã không hy sinh thì hôm nay có thể là tôi không đứng ở đây, hay là tôi giờ đây phải chiến đấu để bảo vệ tổ quốc, hay là đã hy sinh, hay là đã chết ở một chiến trường nào đó.
Cho nên hôm nay đất nước mình đã có một cái nền hòa bình, chúng ta phải giữ. Chúng ta phải giữ lấy anh chị các bạn. Nói như Bác Hồ nói, vua Hùng có công dựng nước. Chúng ta cùng Bác giữ nước, sẵn sàng đập tan những cái âm mưu phá hoại của cái lũ chống cộng cực đoan ô hợp. Tôi kêu gọi anh chị em các bạn, tôi đang đứng ở trên cái đất Mỹ, tôi kêu gọi những người anh em là những người yêu nước ở trên đất Mỹ, hãy đứng lên vạch mặt cái lũ chó má bao que xỏ lá khốn nạn. 43 năm đã đủ rồi, chiến tranh đã thụt lùi rồi, hãy lấy lại sự công bằng, sự công đạo và công lý. Chúng ta không thể nào khoanh tay và ngồi yên được. Xin chào anh chị em các bạn. Hẹn gặp lại sau. Tôi nói hôm nay tôi cảm thấy vui và tôi cảm thấy cảm động vì tôi thấy những người anh em ở hải ngoại ngày một nhiều, nhiều lên và nhiều lên và nhiều lên. Và đã biết đứng lên và vạch mặt những cái đám chống cộng ô hợp, nhất là ở trên đất Mỹ này. Tôi vui lắm. Tôi nói thật, không có gì vui bằng. Tôi vui khủng khiếp. Và niềm vui đó, chính vì niềm vui đó mà tôi đã live stream để chia sẻ với anh chị em các bạn. Xin chào anh chị em các bạn. Hẹn gặp lại. Bye bye.